Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hóng Phim. Các bạn thân mến, năm 2022 có rất nhiều bộ phim cổ trang Hoa ngữ hay và hấp dẫn được lên sóng. Với đa dạng nội dung từ cổ trang tiên hiệp, cổ trang kiếm hiệp đến thể loại cổ trang hài hước đều nhận được sự yêu thích từ đông đảo các mọt phim. Và sau đây là top 15 bộ phim cổ trang Hoa ngữ có lượt xem khủng nhất năm nay. Hãy cùng chúng mình đón xem nhé! 1. Trầm Vụn Hương Phai. Phim kể về Nhan Đàm là một đóa sen tu luyện thành tinh từ thời thượng cổ. Toàn thân từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều có thể làm nhiên liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương Mẫu Nương Nương, Nhan Đàm và tỷ muội song sinh của mình chỉ trích vì hóa được thành người trước thời hạn nên cô bất hạnh phải đối mặt với tình kiếp đến sớm. Nhan Đàm lấy một nửa trái tim mình để đổi lấy một tấm chân tình từ phía Ứng Uyên. Đáng tiếc, người ấy lại quên mất Nhan Đàm rồi. Mang theo nỗi đau tột cùng, cô gieo mình xuống dưới hạ giới. Dư Mặc là một ngư tình nơi đầm sen của Nam Cực Tiên Ông, ngày ngày nghe Nhan Đàm nói chuyện mà đem lòng yêu thương nàng. Vì muốn tìm Nhan Đàm, Dư Mặc không ngại khó khăn, cởi bỏ tiên cách hóa yêu, rời khỏi tiên giới. Nhan Đàm và Dư Mặc nương tựa vào nhau mà sống, tuy nhiên đó vẫn chưa phải là kết cục tốt đẹp nhất cho cả hai. Phim do Thành Nghị và Dương Tử đóng chính. 2. Dương Lan Quyết. 10.000 năm trước, trận chiến tiên ma khiến ma tôn Đông Phương Thanh Thương, Vương Hạc Đệ bị áp chế phong ấn trong tháp Hạo Thiên. Người duy nhất có thể đối phó với Đông Phương Thanh Thương là nữ thần Tức Sơn. Nhưng sau trận chiến, nàng lại biến mất không dấu vết. 10.000 năm sau, Hoa Lan Nhỏ, Ngưu Thư Hân là đệ tử của Tý Mệnh, trông coi sổ sinh mệnh của tam giới, lại vô tình bị rơi vào tháp Hạo Thiên, phá giải phong ấn của Đông Phương Thanh Thương. Nhưng điều này cũng không khiến sinh mệnh của Hoa Lan Nhỏ và ma tôn đứng đầu tam giới kia gắn liền với nhau. Trải qua rất nhiều biến cố, vui buồn cùng hiểm nguy, Đông Phương Thanh Thương lại rung động trước Hoa Lan Nhỏ đơn thuần lương thiện. Đúng lúc đó, sự đối đầu giữa tiên, ma lại bắt đầu trỗi dậy. Là người đứng đầu ma tộc, Đông Phương Thanh Thương không thể bỏ mặc con dân của mình nhưng cũng không muốn đối đầu với Hoa Lan Nhỏ và từ bỏ tình yêu với nàng. Hắn sẽ phải làm như thế nào, Hoa Lan Nhỏ sẽ lựa chọn ra sao? 3. Thả thí Thiên Hạ. Nội dung chính xoay quanh hành trình chinh phục thiên hạ của nữ chính Bạch Phong Tịch, Triệu Lộ Tư. Nàng có một tri kỷ đồng hành, đó là Hắc Phong Tức, Dương Dương. Dù quen biết và làm bạn với nhau hơn 10 năm, nhưng cả hai vẫn như cặp oan gia. Họ không ít lần cãi lộn và chẳng khi nào nhường nhịn nhau. Lâu dần, Bạch Phong Tịch và Hắc Phong Tức cũng nảy sinh tình cảm với đối phương. Tuy nhiên, cả hai trên người mang trách nhiệm bảo vệ giang sơn khác nhau nên đành gạt bỏ tình cảm qua một bên để hoàn thành nhiệm vụ của mình, thậm chí phải đối đầu với nhau. 4. Ngự Giao Ký. Bộ phim là câu chuyện kể về Kỳ Vân Hòa, địch lệ Nhật Ba, một ngự yêu sư cao thâm nhưng lại bị mê hoặc bởi người cá Trường Ý. Mọi chuyện bắt đầu khi Trường Ý, Nhậm Gia Luân bị nhốt ở ngự yêu cốc, ngày ngày bị tra tấn khắc nghiệt. Trong lúc chịu đủ mọi khổ hình thì duy có Kỳ Vân Hòa thường xuyên đến chăm sóc bôi thuốc cho. Từ đó trong trái tim Trường Ý chỉ có một mình nàng. Khi biến cố xảy ra, Trường Ý cũng vì muốn Kỳ Vân Hòa mà chặt đi đuôi cá của mình. Sau này, vì muốn giúp Trường Ý thoát khỏi xiềng xích trói buộc, Kỳ Vân Hòa đã bày mưu tính kế dối Trang, nói với Trường Ý rằng tất cả tình cảm của mình dành cho Trang từ đầu đến cuối chỉ là giả, khiến Trường Ý tuyệt vọng rời đi. Sau 6 năm gặp lại, Trường Ý trở thành một tôn chủ cao cao tại thượng, chống lại triều đình, mà Kỳ Vân Hòa lại trở thành một kẻ cạn kiệt sinh lực, chỉ đợi ngày chết đi. 5. Mộng Hoa Lục. Là tác phẩm được quay dựng dựa trên vở kịch của Quan Hán Khanh. Mộng Hoa Lục kể câu chuyện xoay quanh Triệu Phán Nhi, một nữ tử xinh đẹp, bản lĩnh không thua kém nam nhân. Sau khi bị hôn phu vô cớ tử hôn, Triệu Phán Nhi quyết tâm tìm đến kinh thành để đòi lại công đạo. Trên đường đi, nàng gặp gỡ Tống Dẫn Trương và Tôn Tam Nương. Được biết khốn cảnh của các nàng, Triệu Phán Nhi hết lòng giúp đỡ, cả ba kết thành bạn bè cùng nhau đi đến Biện Kinh. Trải qua nhiều ngày bôn ba, Triệu Phán Nhi cùng Tống Dẫn Trương và Tôn Tam Nương đã đến Biện Kinh. Thế nhưng, tại đây các nàng liên tiếp bị Âu Dương Húc, hôn phu cũ của Triệu Phán Nhi gây khó dễ nhằm đuổi các nàng khỏi kinh thành. Nhờ tài năng cơ trí của mình, cùng với sự giúp đỡ của Cố Thiên Phàm, cả ba không chỉ ở lại Biện Kinh mà còn dựng lên một tử lâu lớn nhất nơi đây. Trải qua nhiều chuyện, Triệu Phán Nhi dần trở nên trầm ổn, minh bạch nhiều điều, thông suốt lòng mình. Nàng quyết định buông bỏ những uất ức năm xưa, cùng người mình yêu bình thản mà ngắm nhìn thế gian rực rỡ sắc màu. 6. Trúc Khanh Hảo. Bộ phim kể về trường nhạc quận chúa Lưu Linh, Viên Băng Nhân đóng, mẫu thân mất sớm, mẹ kế chính là dì ruột của nàng. Lưu Linh không có cha yêu thương nhưng được hoàng thượng sủng ái, khiến nàng coi trời bằng vung, vừa ngổ ngáo bá đạo, vừa ngây thơ đáng yêu. Trong một lần truy đuổi tội phạm, Kim Lân Vệ, Thẩm Yến, Trị Nghiệp Thành đóng, vô tình chạm trán với Lưu Linh. Thẩm Yến nổi tiếng là Diêm Vương mặt lạnh, võ công cao cường lại vô cùng đẹp trai soái khí. Một cực phẩm mỹ nam như vậy, Lưu Linh đâu thể dễ dàng buông tay, liền bắt đầu dùng trăm vạn kế sách để truy đuổi Thẩm Yến. 7. Hoa Gian Tân Nương. Trên hòn đảo mang tên Hoa Gian, dù có muôn vàn vĩ nữ, nhưng vị đảo chủ anh Tuấn, Hoa Diệp Nam, Hoàng Thánh Trì thủ vai vẫn luôn cương quyết lấy bằng được Lục Nguyệt Nhi, Trịnh Hợp Tuệ Tử thủ vai. Không giống như những người bình thường khác, mạng sống của Lục Nguyệt Nhi chỉ được tính bằng ngày bằng giờ. Tuy là vậy, cô vẫn luôn sống như loài cỏ dại, mạnh mẽ, dẻo dai và kiên cường trước bão dông. Hoa Diệp Nam bởi vậy mới muốn lấy cô, hay đằng sau còn bí mật nào khác? Trái tim của Lục Nguyệt Nhi đập nhanh bất thường khi ở bên Hoa Diệp. 8. Tân Xuyên Nhật Thường. Là một trong những bộ phim cổ trọng Hoa ngữ được chú ý nhất hiện nay, Tân Xuyên Nhật Thường đang gây sốt không chỉ nhờ dàn cast chính đẹp như hoa mà còn gây ấn tượng bởi nội dung vô cùng hài hước. Bộ phim nói về các cô gái đến từ trời Nam đất Bắc vì một mối liên hôn mà tề tựu tại Tân Xuyên. Lục thiếu gia ở Tân Xuyên là Doãn Tranh, Bạch Kính Đỉnh đóng, chỉ vì cố gắng thi rớt, bất ngờ kết mối duyên với Lý Vi, Điền Hy Vi đóng, đang trải qua những ngày nhàn nhã ở quê nhà, cùng nhau mở ra một cuộc sống mới, xảy ra đủ loại tình huống dở khóc dở cười. Theo Doãn Tranh, Khai Phủ, Thượng Triều, hai người dần dần nảy sinh tình cảm, tâm ý tương thông, chung tay trải qua 4 bùa 3 bữa, cùng nhau trưởng thành với các sư huynh sư muội, có tính cách và vận mệnh khác nhau, cùng nhau viết nên cuộc sống thường ngày ấm áp ở đại gia đình Tân Xuyên. 9. Luận ai xứng danh anh hùng. Luận ai xứng danh anh hùng xoay quanh Vương Tiểu Thạch, Tăng Tuấn Huy thủ vai, là một thiếu niên tốt bụng, hiền lành, sống suốt thời gian dài trên núi cao. Một ngày nọ, anh quyết định xuống núi để tìm hiểu những điều mới, và một cơ duyên nào đó mà anh chàng gặp gỡ với Bạch Sầu Phi, Lưu Vũ Ninh đóng, Ôn Nhu, Dương Siêu Việt đóng, Lôi Thần, Mạnh Tử Nghĩa thủ vai, rồi kết bái huynh đệ, vào sinh ra tử có nhau. Ở Phong Vân Tế Hội, nơi được mệnh danh là kinh thành trong giang hồ, ẩn chứa câu chuyện trở thành anh hùng đã khiến nam chính Luận ai xứng danh anh hùng cùng những huynh đệ của mình phấn khích và khao khát chinh phục võ lâm thiên hạ. 10. Kính Song Thành. Kính Song Thành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thư Nguyệt. Nó nằm trong hệ liệt kính. Nam chính Toma, Lý Dịch Phong và người em trai là con rối giống hệt anh, lạnh lùng, vô cùng lãnh đạm với tất cả. Toma có một quá khứ đau thương là nguyên nhân khiến Vương Phi một nước phải nhảy lầu tự tử vì nảy sinh tình cảm với hắn, mà khi đó hắn chỉ là một đứa nhỏ. Toma vì mối hận của toàn tộc mà hại chết người con gái danh giá nhất Không Tang, và cũng chính hắn đã tạo nên mầm hủy hoại cả đế quốc đó. Sau này, hắn còn quay lại để trả thù, để tìm người con gái đó hay để tìm tự do cho toàn tộc. Nữ chính Bạch Anh, Trần Ngọc Kỳ là người có tính cách vui vẻ, nhiệt tình, vì trốn khỏi sự hỗn loạn của thế giới này, trên đường gặp được nhiều nhân vật truyền kỳ cũng như phát sinh nhiều chuyện kỳ lạ khác nhau, cùng với nam chính viết nên câu chuyện thần thoại đẹp động lòng người. 11. Nhất Dạ Tân Nương 2. Tiếp nối thành công ở phần 1, nhà sản xuất đã tiếp tục cho ra mắt phần 2, khiến các fan vô cùng thích thú. Sau bao nỗ lực cố gắng của hải tặc Tần Thượng Thành, cuối cùng Hoa Dung cũng đồng ý trở thành một cặp với anh. Trong khi cả hai người đang bận bịu chuẩn bị cho đám cưới của mình, có một cái kết viên mãn như chuyện cổ tích thì thánh chỉ đến. Vì để hóa giải tình hình căng thẳng trong cục diện chiến tranh, Hoa Dung phải đính hôn với Đoan Mộc Bạch và trở thành con tin chính trị. Trước tình cảm muôn sông ngàn bể mới có được, Tần Thượng Thành tất nhiên không chịu để yên. Đến cuối cùng, để bảo vệ người mình yêu mà quyết định cùng cô đến nước láng giềng. Bọn họ sẽ tìm được cách xoay chuyển thế cục hay không? Liệu họ có thành công bảo vệ tình yêu của mình? Đó là những gì phần 2 muốn truyền tải đến khán giả. 12. Yên Ngữ Phú. Nội dung kể về Thu Yên, một nữ nhi mạnh mẽ kiên cường, luôn dựa vào trí thông minh để vượt qua những ràng buộc của phận nữ nhi thấp bé, vốn không được mẹ thương, Thu Phủ không coi trọng. Cuộc gặp gỡ với Vương gia Phúc Hắc Lương Dực chính là bước khởi đầu cho cuộc sống mới đầy màu sắc của Thu Yên. Phim do Kiều Hân và Từ Chính Khê đóng chính. 13. Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể. Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể kể về câu chuyện tình cưới trước yêu sau giữa Hồ Kiều, Trương Hàm Vận và Hứa Thanh Gia, Đồng Mộng Thực. Hồ Kiều là một cô gái hiện đại bất ngờ xuyên không về quá khứ, trở thành con gái trong một gia đình làm nghề bán thịt. Cô được gia đình hứa gả cho chàng thư sinh nghèo tuấn tú Hứa Thanh Gia. Khi Hồ Kiều và Hứa Thanh Gia kết hôn, cả hai bắt đầu phải đối mặt với những rắc rối do xung đột về tính cách. 14. Phù Sinh Ấn. Phù Sinh Ấn kể về Phù Sinh cứu được Ma Tôn Kình Uyên gặp nạn ở núi Phượng Minh, đồng thời nhận hắn làm đệ tử. Cũng chính vì vậy mà nàng đắc tội với cả tiên giới. Thượng tiên Khanh Trần tới đòi đệ tử thì phát hiện Phù Sinh giống hệt thượng tiên Hề Vân 1000 năm trước đã hy sinh để bảo vệ cả chúng sinh. Khanh Trần rời núi Phượng Minh với nỗi nghi ngờ, nhưng thần nữ Mộ Giao lại hùng hổ thề phải diệt trừ Phù Sinh. Để bảo vệ Phù Sinh, Khanh Trần đã thành thân cùng Mộ Giao, nhưng nàng ta lại khăng khăng không chịu bỏ qua cho Phù Sinh. Kình Uyên dùng chân thân Hắc Long của mình để đỡ thiên kiếp cho Phù Sinh, hai người rơi vào thế giới Phù Sinh Ấn. Khanh Trần tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy Kình Uyên và Mộ Giao. Vì chính nghĩa và chúng sinh, họ quyết định chung tay hợp lực đối phó với Mộ Giao đã bị dục vọng chi phối. Phim do Lý Phi và Minh Gia Gia đóng chính. 15. Hư Nhan. Trong một lần đến vẽ tranh cho Thẩm Thấm, con gái của quốc sư, nữ họa sư Thập Thất vô tình phát hiện tư ý của Thẩm Thấm, người đang là hôn thê của Trấn Nam tướng quân và Ninh Vương, người đang tranh giành hoàng vị. Thẩm Thấm không muốn trở thành quân cờ trong cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi này nên bày ra một kế hoạch để mình và Thập Thất đổi mặt cho nhau và đưa Thập Thất đến Trần Nam Vương phủ. Vừa rồi là top 15 bộ phim cổ trang Hoa ngữ hay nhất, có lượt xem khủng nhất năm nay. Bạn yêu thích bộ phim nào nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé. Và nếu thấy video ngày hôm nay hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Hóng Phim để không bỏ lỡ những bộ phim Hoa ngữ mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!